Chào 500 anh em, Cao Điểm xin giới thiệu thành phẩm của loa monitor 30. Sử dụng cụ loa Beadup Audio và cụ chép Beadup Audio. Model của cụ chép này T45 và model của cụ bass là MB12 FHE76. Thằng này là từ 18 mà côn 75 anh em nha. Hàng chính hãng Beadup. Sử dụng bán ép là 1/8 bán nhập anh em nha. Đó. À, chất lượng cho anh em mình sự kiến và những cái hàng rẻ tiền. Sau khi mình đáp xong là cái lưới như vậy anh em nha. Cao Điểm nói cái tiếng hơi khó nghe anh em bỏ qua cho Cao Điểm nha. Cái này một bên là sẽ có cái chọc cho anh em này. Mình đi những cái hẻm nhỏ thì mình chọc lên hoặc là những cái khu hơi hẹp ha. Anh em có thể mua rời về từ lắp hoặc là Cao Điểm đáp sẽ đọc công tiền công vô nha. Bên Cao Điểm là bỏ mối cho anh em giá rất là tốt. Vào trang web caodiemaudio.com để tham khảo thêm nhiều mặt hàng nha, hoặc liên hệ 0904063649. Cao Điểm sẽ tư vấn cho anh em 24/24. Mua bán rõ ràng nha, anh em mua gì mình biết đơn vị bán ở đâu rõ ràng. Giờ là người bán online người ta lấy hình này nó đang rất là nhiều, nên em muốn rõ ràng thì phải biết tham khảo rõ ràng để khỏi bị ăn thịt lừa anh em nha. Rồi, xin chào các anh em nha. Anh em cứ cần gì cả alo trực tiếp cho Cao Điểm nha. Đôi khúc lúc mình chờ trả lời tin nhắn Zalo, Facebook, Messenger, TikTok, Google, YouTube, TikTok lâu lắm anh em nha. Cần gì alo Cao Điểm 24/24 xuyên đêm ha. Tiền nào của đó anh em nha. Bên Cao Điểm không làm những Facebook rẻ nha. Rồi, xin chào anh em.